hôm nay cũng may là không có mưa em hả? Dạ, em cũng thấy vậy. Mà chị Vận ơi, hôm nay chị đưa em đi đâu vậy? Đây là Thảo Yến Truy Tàn, có nghĩa là sân vận động quả trứng ở Đào Viên đó. Vậy mình đến đây để làm gì? Vì hôm nay chúng ta sẽ đưa mọi người đến xem một chương trình biểu diễn. Và chương trình biểu diễn này là tìm kiếm tài năng trẻ cùng hát với các ca sĩ mà mình yêu thích đó. Và đặc biệt là những người tham gia đều là những người di dân mới. Những người di dân mới, vâng. Hát cùng với tài năng trẻ. Không vậy... phải hát với những ca sĩ mà mình yêu thích. Vậy thì mình cùng đi xem nào. Chúng ta cùng đi. Một người bình thường để mong trở thành một nghệ sĩ thì thường tham gia các cuộc thi tiếng hát hay. Và trong cuộc thi tiếng hát hay hôm nay, những người tham gia chương trình đều là những người di dân Việt Nam. Tất cả các thí sinh vì mong giành được các giải thưởng đã rất cố gắng trình hiện giọng ca của mình để lấy được lòng của ban giám khảo. Xin chào Vinh, em là đại diện cho ban tổ chức. Vậy thì có thể cho khán giả biết là tổ chức cái chương trình này với cái mục đích gì không ạ? Với ban tổ chức thì mở ra cuộc thi hôm nay đó là cho tất cả mọi người đều có thể giao lưu và học hỏi được. Cho dù có sống và làm việc xa xôi nhưng vẫn nhớ đến quê hương, vẫn nhớ đến những người nghệ sĩ từ Việt Nam sang hát. Vậy thì nét đặc sắc của các thí sinh tham gia chương trình hôm nay của chúng ta là như thế nào? Là họ muốn giao lưu và học hỏi, họ muốn có một sân chơi, có thể tất cả mọi người có thể hòa nhịp vào đó được. Vậy thì đây là một cái sân khấu rất là đặc biệt và là sân khấu chuyên dành riêng cho những người Việt Nam của mình sống tại Đài Loan. Vâng. Xin cảm ơn Vinh. Dạ, xin cảm ơn. Bỏ thời gian ăn nghỉ của mình để luyện tập, các thí sinh tham gia đã mong muốn có sự trình diễn đẹp nhất và hay nhất trước khán giả và ban giám khảo. Dùng giọng hát hay để làm bạn với mọi người, hy vọng trong lòng mọi người có một ấn tượng tốt đẹp đối với người di dân Việt Nam. Hôm nay tại sân vận động Quả Trứng, Đào Viên có tổ chức một chương trình biểu diễn vô cùng đặc sắc. Ngoài việc chọn lựa các tài năng trẻ hát cùng với thần tượng, chương trình còn đặc biệt mời các nghệ sĩ đến từ Việt Nam để giao lưu và biểu diễn. Các nghệ sĩ của chúng ta đã đem lại cho khán giả một chương trình rất sôi động và nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng Hoàng Phượng đến với hậu trường để phỏng vấn các nghệ sĩ nhé. Xin chào Ngọc Luân. Chào chị ạ. Rất vui là được gặp Ngọc Luân tại chương trình biểu diễn từ thiện ngày hôm nay. Xin hỏi là Luân đến đây lần thứ mấy ạ? Em đến đây, đến Đài Loan lần đầu tiên chị ạ. Wow, vậy hả? Thì Ngọc Luân đến đây thì cái ấn tượng đầu tiên đối với Đài Loan thì như thế nào ạ? Khi mà em vừa bước xuống phi trường thì ấn tượng đầu tiên đó là không khí đây nó lạnh. Lạnh và nó... em thấy tất cả những người dân của Đài Loan họ mặc đồ lạnh rất là đẹp. Rất là màu sắc ở trên đường rất là thích mắt. Và cái ấn tượng nữa đó là món ăn ở Đài Loan rất là ngon. Em ăn cũng khá là nhiều món rồi. Trong 2 bữa thôi mà em đã phải ăn rất là nhiều món. Vậy à, khi mà Luân đến đây thì Luân thích thích nhất là cái gì ở Đài Loan? Em thích nhất đó là cái đầu tiên là con người ở Đài Loan. Vậy rất là
đẹp và hòa nhã và họ rất là thân thiện, đúng phải rồi, không? Ồ, đây là rất vui khi mà đúng rồi. Và cái thứ hai của em thích đó là món ăn này là vậy thì là món gì mà Luân thích nhất vậy? Món em thích nhất là món mì gà. Ở Đài Loan cái món này người ta gọi là chiro mien. Chiro mien. Luân nói tiếng Trung rất là thú vị, rất là dễ thương. Và hôm nay thì rất vui được gặp Luân tại đây. Và mình thì đại diện cho các khán giả của Việt Nam mình tại Đài Loan thì muốn tặng cho Luân một cái món quà. Cái món quà này á, là cái đặc sản của Đài Loan, là gọi là bánh nhân thơm, và bên trong nó có cái nhân thơm và rất là đặc biệt. Và đây là một cái đặc sản rất là nổi tiếng của Đài Loan. Có thể đây là đại diện cho cái tấm lòng của người đồng bào của Việt Nam người mình tại Đài Loan và cũng như là đài truyền hình Trung Hoa để tặng cho Luân làm kỷ niệm. Em cảm ơn chị rất nhiều. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn chị cũng như là đài truyền hình Trung Hoa đã cho em một cái cơ hội để có thể nói những cái lời nói của mình đến với tất cả những đồng bào Việt Nam mình ở Đài Loan. Và xin kính chúc cho chị cũng như tất cả quý vị khán giả sẽ có một cuộc sống thật là hạnh phúc và càng ngày càng dồi dào sức khỏe và đạt được những điều mình mong muốn ở Đài Loan. Xin cảm ơn Luân. Kim Ngân xin chúc mừng em là hôm nay đã đạt được giải 2 trong cái chương trình là tìm kiếm tài năng trẻ. Sau khi đạt giải 2 thì cảm nghĩ của em như thế nào vậy? Cảm nghĩ của em rất là vui và cảm thấy đây là một chương trình rất có ý nghĩa. Cho nên em quyết định tham gia chương trình. Cho nên là khi mà chưa có biết được là mình có đạt giải hay không thì cái ý nghĩa gì khiến cho em đi tham gia chương trình này? Cái gì làm cho em quyết định đi tham gia chương trình này đó? Dạ em quyết định đi thi là như em hy vọng là em sẽ đoạt được giải và được hát cùng thần tượng. Và đây là một chương trình lớn. Rồi nếu như em đoạt giải thì em sẽ trích một số tiền để góp phần từ thiện giúp cho những cái người nghèo đó hả? Cho nên là khi mà Kim Ngân nghe nói là em là một người rất là yêu thích ca nhạc phải không? Và khi mà sống ở Đài Loan đó thì có được cơ hội để tham gia các chương trình này thì em sẽ không bỏ qua được những cái cơ hội. Rất là vui là vì em đã đạt được cái mong ước của mình, và sắp tới thì Kim Ngân sẽ trích một cái số tiền của mình để làm cái công việc từ thiện để giúp cho những người nghèo. Một lần nữa xin chúc mừng Kim Ngân. Ở Đài Loan, sinh sống nhiều năm, Hoàng Phượng thấy rằng văn hóa Đài Loan thực sự rất là bao dung và đa dạng. Sự phát triển và tiếng nói của người di dân luôn được quan tâm và ủng hộ. Vì sự góp mặt nên chúng ta càng hiểu mảnh đất Đài Loan này hơn. Vì sự giao lưu nên cuộc sống của chúng ta càng thêm phong phú và thú vị. Và sự hài hòa trong cuộc sống của chúng ta chính là những nốt nhạc tươi sáng, nhịp nhàng vỗ về quanh ta không bao giờ ngừng nghỉ.